Xin chào các bác nhé. Hôm nay em lên rất là nhiều các cái mặt hàng lan rừng để bán cho các bác nhé. Mã số 1 này. Đây là một giò, một chậu đùi gà tròn 5 cái trắng họng đỏ họng bã trầu nhé. Cái dòng gà đột biến, cái dòng này nó chỉ có ở Lai Châu thôi nhé các bác nhé. Họng đỏ chót nhé, 5 cánh trắng nhé các bác nhé. Mã số 1 này. Đấy. Nó có hai thân. Hai thân như này. Và hai cái thân như này, hai thân như này vẫn năm nay vẫn là hoa bình thường nha các bác nhé. Tổng có 4 thân. Mã số 1 của em có giá là 380.000 nhé. 380.000. Họng đỏ chót nha các bác nhé. Họng đỏ 5 cánh trắng tinh. Gà này, gà đột biến chỉ có ở Lai Châu thôi nha các bác nhé. Đấy, mã số 1. Tiếp theo này. Mã số 2 này, một giò kiểu mỡ gà nhé. Kiểu mỡ gà hoa vàng óng luôn. Đấy, kiểu mỡ gà nhá. Mã số 2 của em có giá là 350.000 nhé các bác nhé. Rất là đẹp luôn, rất nhiều thân luôn. Cái này các bác mà mua về chịu khó chăm năm tới thành một cái bụi cực kỳ to nhá. 350.000 đồng cho mã số 2. Đấy. Đây là kiểu mỡ gà nhé các bác nhé. Mã số 3 này các bác này. Một chậu kiều nhá. Kiều này là kiều vàng nhá. Kiều vàng mã số 3 này. Đẹp long lanh nhá các bác nhá. Cái giò này thì ghép chân cái lũa này, rễ nó đã ăn đẹp mỹ mãn luôn nhá. Cái này thì em mới làm hoa thôi, làm hoa để cho các bác về chơi Tết Dương lịch nhá. Đấy, về chơi đúng Tết Dương lịch luôn. Một giò kiều đẹp như này nhé. Đấy. Rất nhiều thân. Em làm hoa về cho các bác chơi Tết Dương lịch nhé. Vừa mới làm được mấy hôm thôi, đang chuẩn bị sưng rồi này các bác này. Cũng đang chuẩn bị có hiện tượng sưng, sưng nụ này. Đấy. Đấy, đang chuẩn bị có hiện tượng sưng nụ nhé. Mã số 3 của em có giá là 500.000 nhé các bác nhé. Một cái giò rất là to luôn. Đấy. Giò to nhé, trông này hơi to lắm nhé, không ít đâu nhé. Cái này nó mà nở nó phải tầm 30 bông hoa nhé các bác nhé. Làm hoa Tết cho các bác chơi Tết Dương lịch nhé. Mã số 3 500.000 nhé các bác nhé. 500.000 cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này. Đây là một chậu cũng là kiểu vàng lá mít nhé các bác nhé. Kiểu vàng, dòng này dòng lá mít nhé. Đấy. Lá mít tròn xòe này các bác này. Mã số 3 nhé các bác nhé. Của em có giá là 300.000. 300.000 mã số 3. Kiều vàng lá mít nhé các bác nhé. Lá mít. Đấy, nhà bác nào mà có cây xanh mua cả cái này về, cứ ốp cả cục này vào cây xanh là nó sẽ lên thôi. Mã số 4 nhé các bác nhé. 300.000 cho mã số 4. Kiều vàng lá mít. Đấy. Mã số 5 này các bác này, một chậu kiều tím miền Trung này các bác nhé. Kiều tím miền Trung mã số 5 nhé. Một chậu kiều to bự như này nhé. Đấy. Kiều tím miền Trung. Một chậu như này nhé các bác nhé. Mã số 5 của em có giá là 900.000 nhé. 900.000 cho một cái chậu kiều tím miền Trung to như này nhé. 900.000 kiều tím miền Trung một chậu như này. Đây các bác này, em đếm thân hoa cho các bác nhé. À, thân có lá nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nó hơn 20 thân có lá. Nó hơn 20 thân có lá. Hơn 20 thân nha các bác nhé. Nó tầm khoảng thấp nhất phải có 25 thân. Nó, video nó dài em không đếm nhé các bác nhé. 900.000 nha các bác nhé. Tiếp theo này các bác này, mã số 6 này. Mã số 6 đây là một giò kiều vuông Lộc Bắc nhé. Kiều vuông Lộc Bắc này, mã số 6 này. Đẹp như này nhé. Mã số 6 của em có giá là 220.000 nhé. 220.000 cho mã số 6 nhé. Kiều vuông Lộc Bắc này.
Đấy, 220.000 mã số 6. Mã số 7 này các bác này, vẫn là kiểu vuông lọc bắc này. Đấy, cũng 220.000 nha các bác nhá. Đấy, nó như này các bác này, nó như này nhá. Cũng 220.000 cho mã số 7. Dễ nó ăn như này, về các bác lồng cho em cái chậu vào nhá, vì cái này nó đẻ rất nhiều. Đấy, nó đẻ rất nhiều cho nên là các bác lồng cho em cái chậu vào. 220.000 cho mã số 7 nha các bác nhá. Đấy, kiểu vuông lọc bắc. Mã số 8 này các bác này, đây là một chậu kiểu tím nhá. Chậu này là kiểu tím nhá, tím này tím giống nhá các bác nhá. Đấy, tím này tím giống nhá các bác. Đấy, em phải nói rõ với các bác như vậy. Nó đang mầm gốc nó đang ra rất là nhiều này các bác này. Mã số 8 của em có giá là 230.000 nhé. Cái này là hàng giống cho nên là cây nó hơi nhỏ nhé. Nó đang ra rất nhiều mầm gốc này các bác này. 230.000 cho mã số 8 nhé. Kiểu tím giống nhé. Đấy, phải nói rõ với các bác trên video nó là hàng giống nhé. Nhưng mà các bác thích ra hoa kích phát nó ra hoa luôn nhé. Đấy, 230.000. Mã số 9 này các bác này, đây là một giò cáo rừng Lai Châu nhá. Có 5 cây nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà 5 cây này nó đã đủ tuổi ra hoa nhé các bác nhá. Cáo Lai Châu thì giá nó hơi cao một chút. Đấy, vòi hoa năm ngoái đây. Đấy, mã số 8 nhé các bác nhá. Mã số 8 của em có giá là 450.000 cho 5 cây như này. 5 cây toàn cây xếp đẹp thôi nhé các bác nhé. Trồng trên đĩa dớn, cái trụ dớn này về các bác chăm rất là dễ luôn. 450.000 nhé các bác nhé, cho mã số 8. Đấy, mã số 9 này các bác này, đây là một cái bảng quế châu nhé. Quế châu cái dòng dòng này là dòng lá ngắn nhé các bác nhé. Có 3 cây này thì em cũng mới trồng dễ, nó cũng đã bắt đầu bám rồi. Mã số 9 này các bác này, 3 cây quế châu như này nhé. Đấy, của em có giá là 400.000 nhé. Cái này em bán giống thôi, cây nó nhỏ nhưng mà cái chất cây này các bác này, cái này là em bán giống thôi nhé. Đấy, để cho các bác có cái giống. Đấy, đẹp long lanh luôn nhé các bác nhé. 400.000 nhé các bác nhé. 400.000 cho mã số 9, quế trắng tháng 8, quế châu giống nha các bác nha. Em nói rõ trên video với các bác là như vậy nhỉ. Lá nó ngắn rụt rịt này. Đấy, bản lá nó ngắn nhé, nó không dài. Các bác mà nuôi tốt lên, chăm tốt lên cái này, nó sẽ bản lá nó sẽ đạt 5-6 cm là bình thường. Vì cái dòng quế châu này lá nó rất là to nhé. Mã số 10 này các bác này, đây là một tác phẩm nhé. Một tác phẩm cáo rừng Lai Châu nhé. Chuẩn rừng Lai Châu. Đấy, một tác phẩm cáo như này nhé. Cái này thì nó có 7 cây, cây rất là vip luôn. Năm tới hoa em đảm bảo các bác rực rỡ luôn nhé. Toàn cây vip nhé, có 7 cây. Đấy, đẹp như này nhé các bác nhé. Trồng trên một cái trụ dớn. Trồng trên một cái trụ dớn đẹp như này nhé. Đấy, mã số 10 nhé các bác nhé. Mã số 10 của em có giá là 900.000. 900.000 cho mã số 10 nha các bác nhé. Cáo chuẩn rừng Lai Châu luôn. Bảo hành các bác chuẩn rừng Lai Châu. Cây thì toàn cây xếp nha các bác nhé, chứ không phải cây lá lướt đâu. Cây xếp này, toàn cây xếp đẹp thôi nhé. 900.000 nha các bác nhé, cho mã số 10. Đẹp long lanh luôn. Mã số 11 này các bác này, vẫn là cáo nhé. Một cái tác phẩm rất là to đây. Các bác mà mua về các bác làm tác phẩm, chịu khó nuôi làm tác phẩm này. Hoa năm vừa rồi này, rất nhiều vòi hoa luôn nhé các bác nhé. Đấy, mã số 11 nhé các bác nhé. Mã số 11 của em có giá là 1.200.000. 1.200.000 cho cái tác phẩm như này. Các bác mua về làm tác phẩm, đảm bảo các bác năm tới một cái tác phẩm siêu to khổng lồ luôn. 1.200.000 nha các bác nhé, cho mã số 11. Cáo chuẩn rừng Lai Châu, toàn cây xếp đẹp này các bác này. Toàn cây xếp đẹp nhé. 1.200.000 nha các bác nhé, cho mã số 11. Chuẩn rừng Lai Châu nhé các bác nhé. Bảo hành tuyệt đối cho các bác. Mã số 12 này các bác này, đây là một trụ châu rừng này.
một nụ này, hai nụ này, cái bên này là ba nụ này, đấy, trong này nữa một cái nữa là bốn nụ này, đấy, rất là to nhá. Cây bên ngoài này, cây bên ngoài này thì em thấy có ba nụ này, cây bên trong này thì chưa thấy có nụ này, đấy, mã số 12 nhá các bác nhá, mã số 12 châu rừng nhá các bác nhá, có giá là 800.000, ba cây VIP to bự luôn nha các bác nhá, quà Tết nhá. Mã số 12 của em có giá 800.000. 12 hay 13 nhỉ các bác nhỉ? Thôi cứ 12 đi nhá. Bác nào mà lấy 12 thì lấy 12 châu thì báo em 12 châu nhá. Đấy, 800.000. Mã số 13 này các bác này. Đấy, một giò châu, một cây, cây này cây mít đồng xu nhá các bác nhá. Châu bự nó là châu rừng nhưng mà mít đồng xu nhá. Mã số 13 nhá các bác nhá. Đấy, một cây con thế này. Của em có giá là 220.000 nhá. 220.000 cho mã số 13 nhé. Mã số 14 này các bác này, vẫn là châu này. Đấy, 3 cây. Mã số 14 của em có giá là 320.000 nhé. 3 cây châu giống như này nhé. 320.000, đẹp long lanh luôn nhé. Nó như này nhé các bác nhé. Đấy, cho mã số 13 nhé. Châu giống, đẹp, mỹ mãn luôn. 320.000. Mã số 14 này các bác này. Mã số 14 đây là một trụ, một bảng hoàng thảo vôi nhé các bác nhé. Đấy, vôi. Mã số 14 này nó xuống lá hết rồi, toàn bộ thân hoa đây sắp tới nở rực rỡ luôn nhé. Mã số 14 nhé các bác nhé. Của em có giá là 260.000 nhé. 260.000 cho mã số 14 này. Đấy, vôi. Đây các bác này, toàn thân hoa nó trụi hết rồi, nó rụng lá hết rồi nhé. Nó rụng lá là đúng quy trình nhé các bác nhé. Đúng quy trình nó rụng lá thì nó sẽ ra hoa nhé. Đấy, các bác nhìn chất cây đây, đẹp long lanh luôn nhé. Đấy, mã số 15 này các bác này. Mã số 15 này, tiếp theo này, vẫn là long thu xuân. Cái này là long thu xuân nhé các bác nhé. Mã số 15 nhé, long tu xuân này. Cái này thì em phun vôi phòng bệnh thôi, nhưng mã mùa này nó xuống lá này. Mã số 15 của em có giá là 220.000 nhé. 220.000 cho mã số 15, một cái bảng như này nhé các bác nhé. Đấy, em quay rõ cho các bác này. 220.000 cho mã số 15 nhé các bác nhé. Đẹp long lanh luôn, mùa này thì nó rụng lá nhé các bác nhé. Mã số 16 này các bác này, một chậu trầm nhá, một thân 2 3 4 5 6 thân nhá. Trầm. Trầm này thì nó cũng thắt ngọn này, nó đang chuẩn bị xuống lá này. Mã số 16 của em có giá là 180.000 nhá các bác nhá. 180.000, 6 thân trầm nhá. Đấy. Hoa cực thơm luôn, riêng trầm này. 180.000 nhá các bác nhá, cho mã số 16. Mã số 17 này các bác này, một bảng long tu xuân này, rất nhiều thân hoa luôn nha các bác nhé. Mùa hoa tới rực rỡ luôn. Mã số 17 nha các bác nhé. Đấy, đẹp như thế này. Mã số 17 của em có giá là 230.000 nha các bác nhé. 230.000 cho mã số 17 nha các bác nhé. Quá đẹp luôn. Long tu xuân nha các bác nhé. Cái này nó là long tu xuân này. Mã số 17 nhé các bác nhé. 230.000. Mã số 18 này các bác này, đây là một bảng hạc vĩ thiên cung nữ bố nhé. Đấy, một bảng hạc vĩ thiên cung nữ bố. Mã số 18, toàn bộ là thân hoa này các bác này. Mấy chục cái thân hoa luôn. Đấy, mã số 18 của em có giá là 350.000 nhé các bác nhé. Toàn thân hoa luôn. Đấy các bác nhìn, toàn thân hoa năm nay nó rực rỡ như này nhé. 350.000 nha các bác nhé. Đấy, cho mã số 18. Toàn thân hoa các bác hình dung nha, thân nào cũng nở hoa thì đẳng cấp luôn. 350.000 cho mã số 18. Mã số 19 này các bác này. Mã này thì lại rất là nhiều thân luôn. Rất nhiều thân hoa. Mã số 19 nha các bác nhé. Quá nhiều thân hoa luôn. Của em có giá là 360.000 nha các bác nhé. 360.000 cho mã số 19. Toàn bộ là thân hoa, các bác nhìn đã đời. Đấy, khi mà nó nở thì các bác nhìn thấy hình dung nó như nào. 360.000 nhé các bác nhé, cho mã số 19.
Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì các bác mong các bác ủng hộ nhé. Các bác theo dõi video thì nhấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những cái video mới nhất nhé. Em xin chào tất cả các bác.